Hồng Loan xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang ngồi ngoài trước nha. Hello, xin kính chào quý vị. Xong rồi hả? Ừ. Đang ngồi đợi cả nhà thay đồ để mà ngày hôm nay thì Hồng Loan với Lộc muốn quay một cái quang cảnh mà thử một phòng cái shopping mở cửa xem nó như thế nào để gửi đến tất cả quý vị ha, để xem tình hình ở Orange County là khi bắt đầu mở cửa rồi thì nó sẽ ra sao. Và bây giờ thì Hồng Loan xin phép được update cái tình hình bệnh của nước Mỹ. Sáng sớm ngày hôm nay, ca bệnh là 1.686.436, số người mất là 99.300 và số người được chữa khỏi là 451.702. Mỗi ngày là một cái niềm hy vọng mới, một cái tia sáng mới ha. Thì chúng ta thấy cái đà mà của cái recover đó nó cũng đã tăng lên, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy cái tia sáng nó đã lóe sáng nhiều hơn nữa rồi ha. Một ngày mới tràn đầy hy vọng nha quý vị nha. Hôm nay thì Hồng Loan với Lộc chỉ xin nhắc nhở đến tất cả những cái tiệm nail mà chúng ta bắt đầu đã mở cửa, sắp mở cửa, thì Hồng Loan xin nhắc nhở quý vị là có một vài cái tiệm nail mà ở những cái tiểu bang khác đó, thì sau khi hoạt động được một thời gian thì họ đã thông báo cho chúng ta biết là không riêng có state board đến kiểm tra thôi đâu nha quý vị, mà nay còn có health department họ sẽ xuống họ kiểm tra. Wow. Để mà họ xem đó là cái tình hình của mình đó, có đáp ứng đúng với lại cái yêu cầu vệ sinh trong cái mùa COVID-19 này hay là không. Cho nên quý vị phải rất là cẩn thận. Như state board thường là họ, health department thường là họ chỉ là đến những cái nhà hàng thôi. Dạ. Những cái chỗ nào mà về sức khỏe thì họ mới tới. Bây giờ nó họ tới luôn tiệm nail. Wow, tiệm nail bây giờ căng ha. Thật sự bây giờ cái tình hình của mình cũng rất là khó khăn cho những cái tiệm nail mình bắt đầu mở cửa trở lại. Đủ mọi áp lực hết ha quý vị. Mở cửa ra để mà làm việc thì cũng lo sợ bị lây bệnh, rồi đãi lo sợ bị kiểm tra này nọ nữa. Thì cái vấn đề duy nhất mà chúng ta cần quan tâm nhiều nhất là bảo vệ cho mình, cho thợ của mình, và bảo vệ cho khách hàng của mình. Giống như những thông tin trên mạng từ hôm trước giờ cũng đã nói nhiều rồi thì Hồng Loan không có nói thêm nữa. Nhưng mà Hồng Loan nhắc nhở đến quý vị là nó có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải rất là để ý trong cái tình trạng hiện nay. Nếu mà không có muốn bị đóng tiệm, thứ nhất là phải có máy kiểm tra thân nhiệt. Tất cả những khách hàng khi bước chân vào tiệm là phải đo thân nhiệt. Nhưng mà quý vị nhớ nha, bên Health Department không phải họ xuống họ gặp chủ tiệm để mà họ hỏi đâu, mà họ hỏi khách hàng. Những người khách hàng đang đứng ngoài trước đợi hay là đang ngồi đợi hay gì đó là họ hỏi những người đó, cho nên chúng ta rất là khó mà có thể có cái gì để mà mình giấu giếm được. Để tránh được. Dạ, cho nên chúng ta phải tuân theo, phải rất là kỹ thôi. Và vấn đề thứ hai là cái người Health Department họ sẽ hỏi khách là có được kiểm tra nhiệt độ cơ thể khi bước vào tiệm không, rồi có bắt buộc phải ký cái giấy tờ thông báo những người trong tiệm là phải giữ khoảng cách 6 feet hay là không. Đó, nếu mà vi phạm là mệt đó nha quý vị. Và vấn đề thứ ba là trước khi vô tiệm nail thì phải có cái bản thông báo các nội dung và các quy định của tiệm nail để mà và để cái chai nước hand sanitizer để cho khách hàng sử dụng ngay trước tiệm. Vấn đề thứ tư là phải có một cái form để mà cho khách đọc được những cái nội quy đó. Vấn đề thứ năm, cái vấn đề này thì Hồng Loan thấy là mình nêu ra, nếu mà cái tiệm nào mình đáp ứng được thì là tốt. Còn nếu không là cũng không có sao hết. Nhiều người thì hăm dọa đó là cái này á, là bắt buộc phải có rồi, nếu không là sẽ bị phạt. Nhưng mà không phải nha quý vị. Cái vấn đề mà cái bằng mà Barbicide đó, cái bằng đó đó, thì á, họ chỉ nói là họ không bắt buộc mình phải có. Nhưng nếu mà tiệm nào có cái đó đó thì nó rất là tốt. Cho nên nếu như chúng ta có khả năng thì chúng ta nên làm để cho tốt hết cho tất cả mọi người thôi. Và vấn đề thứ sáu là trong lúc làm việc đeo cho khách hàng là bắt buộc là phải đeo bao tay.
làm cho khách. Có nhiều người á, họ không không có chịu đeo bao tay từ hồi trước á, thì họ nói nhiều người họ bị dị ứng cái cao su á, thì rất nhiều người họ không đeo bao tay, họ họ bị dị ứng, họ bị ngứa hay gì đó. Nhưng mà bây giờ là thời điểm bây giờ là bắt buộc, thì có thể chúng ta phải tìm một cái cách nào đó, lotion hay thuốc hay cái gì mà để mà mình bảo vệ cho cái tay của mình trước khi mình đeo cái bao tay vô. Thì đó là những cái điểm mà Hồng Loan muốn nhắc nhở đến những tiệm nail mà chúng ta sắp sửa mở cửa, thì cố gắng mà mình đáp ứng được những cái yêu cầu để khi mà mình bắt đầu mình vô mình làm rồi mình không có gặp những cái khó khăn. Ví dụ như có ai xuống kiểm tra thì mình cũng không có sợ nữa ha. Và Hồng Loan cầu mong cho tất cả chủ tiệm nè, cũng như là những người thợ nè, chúng ta sẽ có được sức khỏe tốt và ăn nên làm ra nha quý vị nha. Nếu mà quý vị nào mà cần những cái giấy form mà bằng tiếng Anh đó, mà chẳng hạn như nội quy hoặc là những cái yêu cầu gì trong tiệm đó, thì có gì liên lạc với Lộc, Lộc sẽ gửi cho cái link đó để quý vị bắt chước theo để mà ghi. Tại vì Lộc có một ông anh đó, cũng làm tiệm nail, ổng đã ghi sẵn hết trơn rồi. Nên bây giờ mình chỉ cần dựa theo những cái nội quy đó, đó mình thêm bớt chút xíu để mà mình làm cái nội quy riêng của mình cho nó hợp lý với là cái thời điểm này. Thì anh nghĩ là có thể mình vô cái trang của mình dán sẵn cho để có gì mình dán sẵn cho mọi người được không? Được, nếu mà ai có yêu cầu thì nói Lộc biết để Lộc dán. Nhiều khi nhiều người đã biết rồi thì mình không có. Thì Hồng Loan nghĩ là giờ Hồng Loan với Lộc cứ để sẵn đi ha. Nếu mà quý vị cần thì quý vị vô quý vị lấy nha quý vị nha. Sẵn đây thì Hồng Loan cũng thông báo đến quý vị là bắt đầu bây giờ thì Hồng Loan cũng đã làm việc lại rồi. Lộc thì phòng thu của Lộc cũng đã bắt đầu làm việc lại, cũng như là đi quay những cái chương trình ca nhạc MV cho các ca sĩ thì cũng đã được đặt hàng. Cho nên Loan với Lộc cũng khá bận rộn. Thì trước mắt á, thì Loan với Lộc sẽ cố gắng vẫn duy trì cái vlog này, nhưng mà mình sẽ đổi cái giờ lại chút xíu. Thay vì mình phát buổi chiều tối á, thì Loan với Lộc sẽ phát buổi sáng. Cố gắng buổi chiều tối bên Mỹ, bên giờ Cali. Dạ, thì bây giờ mình đổi lại là phát buổi sáng bên Cali. Thì chắc có lẽ là khoảng 7 giờ rưỡi đó nha quý vị. 7 giờ rưỡi sáng giờ Cali. Cố gắng làm đêm để mà có chương trình để phục vụ quý vị nha. Nhưng mà không biết cầm cự được tới chừng nào. Cố gắng mình làm buổi tối và buổi sáng sẽ phát cho quý vị sớm ha quý vị ha. Rất mong là quý vị sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho chương trình của Loan với Lộc cũng như là Bảo Quốc Hồng Loan Channel. Mọi người nói em sao là con của cô Phượng Mai, con nuôi của Phượng Mai. Hồng Loan á, là hồi lúc mà thật sự lúc Hồng Loan ở Việt Nam á, là Hồng Loan chỉ đi đóng phim, rồi Hồng Loan đóng kịch và Hồng Loan hát ca nhạc. Rồi thời gian sau khi mà Hồng Loan qua Mỹ á, thì có những cái chương trình cải lương hồ quản rất là nhiều. Lúc đó Hồng Loan chưa biết gì về hát cải lương hồ quản hết. Thật sự cải lương thì nó trong máu mình rồi, coi như bài nào Loan cũng biết hát. Nhưng mà nói mà để bước ra sân khấu mà mình đóng một cái vai diễn, để mà mình có thể diễn được cái vai đó, thì có một cái người đã giúp đỡ cho Hồng Loan từ những cái bước đầu tiên, đó là nghệ sĩ Phượng Mai. Nghệ sĩ Phượng Mai là tiểu lần ba đó nha quý vị. Cho nên Hồng Loan coi cô diễn, Hồng Loan mê quá đi. Rồi cô Phượng Mai chỉ cho Hồng Loan tận tình, từng chút, từ cái điệu bộ tay chân cho tới cái lời ca tiếng hát mà hát cải lương, rồi hát giọng cổ, rồi hát hồ quản, những cái bài bản hồ quản. Mình nghe vậy đó, mình hát được đó chứ, mà mình vô hát với đờn cộng với diễn xuất múa này nọ, nó khó lắm chứ không đơn giản nha quý vị. Thì Hồng Loan thì rất là chịu khó, còn nghệ sĩ Phương Mai á, thì cũng rất là tận tâm, cho nên hai cô cháu hợp với nhau lắm. Thì một hôm á, khi mà diễn xong được mấy cái vở tuồng thì cái vai diễn của Hồng Loan rất là được khán giả yêu mến, người ta như là người ta cổ vũ Hồng Loan rất nhiều.
nghệ sĩ Phượng Mai thì trong một cái bữa tiệc mà nghệ sĩ tập hợp lại sau cái đêm diễn, buổi diễn đó, không? Dạ, thì nghệ sĩ Phượng Mai mới xin phép ba mẹ của Hồng Loan á. Lúc đó có ba mẹ ngồi luôn. À, có ba mẹ diễn, có ba diễn trong ba cái chương trình đó nữa. Thì nghệ sĩ Phượng Mai mới xin phép ba Bảo Quốc như là mẹ đó là cho nhận Hồng Loan làm con nuôi. Đáng lẽ là sư phụ nhưng mà bây giờ thì là mommy. Là con Ngọc có nghe nói là hồi xưa đó, lúc mà cô Phượng Mai còn nhỏ đó, thì cô Phượng Mai rất là mê má ba Thanh Nga. Sau đó cái má ba Thanh Nga mới dạy cho cô Phượng Mai những cái giống như cái cách hát, cách luyến lái. Sau đó rồi cô Phượng Mai lấy lại rất là coi như là học được học của được má ba đó, nhiều. Má ba rất nhiều. Loan thì lúc đó má ba mất thì Loan còn nhỏ quá, Loan không có biết gì hết, mà má ba cũng không có cái điều kiện gì mình để dạy cho Loan. Thì cô Mai có nói là thôi bây giờ má ba không còn nữa, thôi để cô Mai, má Mai sẽ dạy cho con. Những gì mà mami học được từ má ba Thanh Nga của Hồng Loan thì lại chỉ dạy lại cho Hồng Loan. Cũng rất là may mắn ha quý vị. Có một ngày nào đó thì Lộc sẽ đào sâu vào cái vấn đề nữa ha quý vị. Hôm nào phải kêu sư phụ mami ra để mà ngồi nói chuyện ha. Ly kỳ hấp dẫn lắm. Và hôm nay thì rất là cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Hồng Loan cùng gia đình sẽ đi một vòng cái shopping để xem coi tình hình nó như thế nào, gửi đến quý vị ha. Ok. Và quý vị ơi, Lộc có nảy ra một cái ý định là làm một cái chương trình cũng trên cái channel này luôn, nhưng mà một cái giờ khác, thì nói về giống như là những cái người lão thành gạo cội, nghệ sĩ lão thành gạo cội như là bác Trang Trung, bác Thanh Sang, cô Úc Bạch Lan chẳng hạn, những người nhiều những nói thế chung hệ là lắm. Mình nói về những kỷ niệm đối với những bậc tiền bối ha. Thì Hồng Loan là coi như là ăn cơm cải lương từ hồi mà mới sanh ra đời mà quý vị, cho nên coi như là gặp gỡ được mấy cô mấy chú rồi mấy ông bà rất là nhiều, mà cũng may mắn hơn nữa đó. May mắn hơn nữa là mỗi lần mà Loan về Việt Nam á đều đến thăm cô chú hết, và những lần thăm đó Lộc đều có quay phim lại hết. Rồi, mong là quý vị sẽ cho ý kiến cho một cái chương trình mới nữa ha quý vị ha. Và bây giờ xin chào tạm biệt quý vị và hãy cùng Hồng Loan đi shop bên. Let's go. Bữa nay là mình mở cửa, phải đóng cửa là mình ở nhà, bây giờ mở cửa là mình phải đi ra, đi vòng vòng vậy đó cho nó thoải mái một chút. Ở trong nhà riết rồi quải quá, rất là đông, 50 phân ta đông rồi đó. Cái Nemo Marcus này là nó là bạn Lucy được không? Louis Vuitton. Chỗ này đó là mỗi lần mà tới mùa Noel á là họ làm một cái cây thông cao nhất. Cây thông nó ghép với nhau mà nó cao nhất ở cái khu vực Oratory này. Nhất nước Mỹ luôn hả? Ồ, cái nhất nước Mỹ luôn. Thì mấy cái lúc đó là Lộc với Loan với ba mẹ hay đi đến đây để mình coi nó có chương trình ca nhạc của Disney này nọ đó, nó hát để chào đón Noel. Ở đây cũng có, họ đã mở cửa đây nè, nhưng mà họ giống như là họ có đứng cách xa nhau, giới hạn thôi. Thường là gia đình cũng hay đi nên chơi lắm, cứ thứ bảy chủ nhật là Lộc, Loan, Linh, ba mẹ Hiếu hay thường đi chơi ở đây. Quang cảnh đây rất là đẹp nè, cho quý vị coi nha. Đó, đúng rồi, ở đây thì người ta đứng sẵn đã mở cửa cho mình khỏi cần phải mở cửa, khỏi sợ bị lây lan ha. Đây
cặp tình nhân trẻ đang đi về sau mình đây, đang tay trong tay đó, quý vị thấy không? Giống như là thanh niên hai mấy tuổi vậy đó, thấy không? Tiệm Chanel. Chưa có mở cửa, đóng cửa hết. Mà cái điều mừng nhất là Red Room nó vẫn mở cửa. Đây là cái khu nổi tiếng ở đây là cái hồ cá koi này nè, cá chép á. Tới mấy trăm con cá chép. Nhiều lắm mà con cá nào cái nấy bự lắm. Chào quý vị nhìn nè. Đó. Nó bự kinh khủng lắm. À. Đây. Cái khôi đây là cái khôi đủ thứ màu hết. Mà con nào con nấy nó bự, thật bự vậy đó. Ôi. Nó bự chắc gấp 3 lần cái con cá khôi ở nhà Lộc đang nuôi. Trẻ em như người lớn bây giờ ta đi chơi nhiều rồi. Linh muốn đi ra ngoài không? Linh hồi nhỏ đó con, hồi nhỏ đó con sợ cái này lắm, con không dám bước qua luôn á. Bây giờ con lớn rồi con dám ha. Hình như thấy cá bây giờ sao ít hơn hồi xưa ta. Cách xa 6 feet đó. Ồ. Cá nó cũng cách xa 6 feet, nó phải giảm bớt, nó không để đông được. Đây có một cái điều rất là lạ là mấy con cá này là lội dữ dội ha. Có ba con cá này không lội. Ba con cá này nó phun nước hoài vậy. Nước đâu mà nó phun ra ngoài không biết. Hình như là cá nó ít hơn hồi lúc trước đó ba. Chắc nó vớt lên bớt hay sao. Lúc đi chợ khó khăn ta ra đây ta vớt cái cơm rồi. Chợ thiếu đồ ăn hả? À? Ở ngoài nói chợ thiếu đồ ăn ta vớt cá ta ăn bớt rồi bởi vậy nó ít nè. Thấy ông người Mỹ là đa số họ vẫn không có đeo khẩu trang. Phần lớn người Mỹ là họ cũng không có đeo khẩu trang. Ít lắm. Đúng rồi, đi bảo vệ cho mình thôi. Cái đó là tùy suy nghĩ của mỗi người. Cảm thấy thoải mái thì đeo, còn không thoải mái thì thôi. Làm gì mau đi. Ôi trời ơi, con gái giỏi quá. Giỏi quá vậy ta. Sao ta đi xuống quá vậy? Thường buổi chiều người ta hay ra đây chơi lắm. Nó mát mẻ. Cho tay vô vậy cũng được rồi ha. Ờ. Sao Food Plaza thì nó nhiều tiệm nó mở nhưng mà sao Food Plaza nó trong nhiều cho nên mình không muốn đi. Đúng ở rồi. Đây mình ngoài trời mình cảm thấy nó đỡ hơn. Vậy lên mình khao vui con. Cá chép ở đây quá lớn luôn, bự quá trời. Phải đồng vợ đồng chồng mới tát điểm đông được, còn đứng một mình tát đâu có hết. Mấy cái tiệm có một số tiệm mở thôi, nó không có mở hết. Cái tiệm nhỏ nhỏ thì nó mở ha. Ồ.
phải kêu là phải đeo khẩu trang mới được vô. Cái tiệm nhỏ nhỏ thì nó không mở rồi. Không, tiệm kem. Tiệm này hồi đó tiệm kem. Haagen-Dazs. Bánh nằm bên kia. Chỗ này thì là buổi những cái buổi cuối tuần như vậy nè, lúc trước nó đông lắm, bây giờ cũng là lưa thưa lại bớt rồi, lưa thưa được vài người đi. Mặt trơm chưa có mở, còn đóng cửa, chắc mở online thôi. Hấp bụng lên Thành ơi. Chụp không thấy cười là không được mà nha. Yeah. Chụp mà không thấy cười là không được á. Yeah. Có cười á? Yeah. Không thấy cười. Nè, con hai mẹ con hôn nhau nè, hai mẹ con hôn nhau mà. Không được. Cười đi, cười, cười Thành. Cười phát hiện rồi. Cười quá. Cửa họ cho vô ngồi ăn à, chứ mấy shopping thì cũng chưa có mở ha. Ừ. Có một vài tiệm nhỏ nhỏ mở thôi. Đây là khu vực nhà hàng đây. À, đó là khu vực nhà hàng. À, giờ đi vòng để cho quý vị coi nha, khu vực nhà hàng sao nha. Ồ, chỉ check out only. Yeah, thức ăn only, trong chưa có cho khách vô ngồi. Đây là khu vực dưới. California Kitchen cũng thức ăn only. À. Vô đây là nghe mùi thơm đó nha. Mùi nhà hàng ta nấu đồ ăn thơm đó. Apple Store thì đóng cửa bữa giờ rồi. Cửa đóng then cài à. Thế sợ bị nhiễm coronavirus nó bọc hết đi không? Ồ, quần áo này nó bọc ni lông là hết vậy ta. Victoria's Secret là nó đóng 250 tiệm trên toàn nước Mỹ và Canada. Sắp sửa rồi. Đây tiệm đồ ăn Pháp. Đây. Ở đây là mình nhìn hướng này ra mình thấy sẽ thấy biển. Đó đây. Xa xa đó là biển đó quý vị. Nhìn xa xa là biển đấy. À, xa xa này. Đó, biển là phía xa đó. Biển là màu xanh xanh nữa.
từ đây mà ra ngoài biển chắc chừng khoảng 5 phút thôi. Đây là có cái cầu lên nè, có cầu thang lên nè. Dạ. Ngày mai trời lại sáng. Dạ. Ngày mai trời lại sáng mà không có bóng người. Hy vọng như vậy thôi, đó là cuộc sống bình thường. Dạ. Buồn quá rồi. Nhà muốn chụp hình không? Muốn chụp hình chung không? Muốn. Chụp chung tắm đi. À, con già sướng quá kìa. Nằm hưởng thụ quá. Hưởng thụ quá. Cuộc sống về chiều là ở Mỹ là sướng. À, đằng xa xa là nó là Tesla, nó hãng Tesla. Đi làm mở cửa là mua chiếc Tesla đi. Mua cho ba chiếc. Người trong nhà người chiếc đi. Để chân tủ không? Mua chiếc để chân trong tủ không? Hôm nay đi thoải mái quá, tại vì vắng. Ngày rất là đẹp trời. Nắng tươi sáng. À, bầu trời trong xanh, thiệt là trong xanh. Sau 25 phút 8 giây thì Hiếu đã ngưng cuộc điện thoại và Hiếu không còn nói chuyện nữa. Nói gì mà nói 8 gì sợ luôn vậy đó. Nói bà 8 vậy. Ít nhiều chuyện quá. Ít nhiều chuyện quá. Như từ lúc mình bước chân vô đây là nói xuống như vậy. Ờ. Thôi để ngừng cái chụp hình cho nhà cái nha. Rồi vô chụp hình nha. Lên xuống đi, bấm. Được chưa? Phải làm kiểu một cái nha. Rồi đứng trên đó đi. Một giải thôi. À, đây là cái vườn hoa. Vườn hoa màu tím. Dạ. Vườn hoa màu tím đó, đẹp quá. Hôm nay trời nắng đẹp. Không khí mát mẻ trong lành. Hơi nóng chút xíu. Chắc tại giờ nãy mình mua về nhiều quá. Trời ơi, có người thay thế ba cổng nha. Cổng chừng ốm nha. À, có chừng Hiếu bây giờ ốm rồi nha. Hiếu bây giờ 100 mấy? 150 mấy pound lên Hiếu? 7, giờ đó, cổng lên được 155. Vậy hả? Vậy Hiếu hơn tôi 2 pound. Tôi 155. Tôi 165 hả? Thế hả? Mấy video của ai nó là tốt đứng. Tốt đứng là do tại cái máy nó quay gần thôi. Lo cũng gần rồi mà tổ. Rồi có hand sanitizer nè. Rồi. Tạm biệt. Chào Will. Rồi, Will. Nhát quá bà. Lên nãy ba Thành nó coi không đi lên cỏ mà. Con phải con chó đâu. Nghe nó nói là em muốn nhà chuyên nhìn lại. Ủa chặt cái chữ ta. Chấm bi coi chấm bi nữa chứ bộ. Đúng rồi, này đi làm mang đâu làm gì. Nó mà là bát cái đồ giặt. Đi BTS về đi lọc đi xếp xong rồi qua đó hả? Đi dạo một chút là cũng mồ hôi ra rồi. Cũng như đi tập thể dục rồi đó.
Kinh là khiến chỗ đổ xe hơi khó nè. Bây giờ có thôi mở ra nó khỏe gì đâu quá. Vô cái đất rừng cũng sạch sẽ lắm, vậy là không có người đó. Dạ. Sạch sẽ lắm. Rồi tại vì ai cũng sợ, ai cũng ngại đó. Dạ. Sạch sẽ lắm. Ờ, hẹn kêu con. Ờ. Hả? Quay kia lên. Xe cho mọi người. Tránh kia, tránh kia lên. Ủa? Ở ngoài kia rồi. Rồi. Ở ngoài, chờ em lên ngoài. Chờ em lên ngoài. Rồi, rồi, okay. Rồi. Ở ngoài thank chị you. Cho ba con đi. Ừ, nhiều quá. Đi ba kìa. Ít thôi, ít thôi. Rồi. Ok rồi. Rồi, thank you con. Rồi. Thank you, Yolo. Nè, xe đông nghẹt luôn ha. Đậu đầy nghẹt luôn. Mở luôn rồi, không biết sớm cho mở rồi. Cái chiếc RV đó rồi họ bày ra họ ngồi đó. Đó, đầu đeo thì tao không đeo không trang. Đó, bày ra ăn tủ luôn. Trước đầy nữa kìa. Ừ. Thôi. Ok rồi, tới chỗ bán kem rồi. Vô mua kem cho em ăn nha. Đeo này không biết giờ ăn nữa, không biết nữa. Ăn cứ gỡ luôn nữa. Cái hãng kem này lâu đời lắm, nó có từ năm 1938. À, đây là những cái lịch sử của hãng kem DQ nè. Của anh hả? Wow, đã vậy. Thank you. Đâu có cái Linh. Linh đưa tay lên miệng liếm. Đâu có Linh đâu. Đẹp quá vậy Linh. Bà coi coi. Beautiful. Đẹp quá. Mở trần ngồi ăn gì sướng ha. Ở Mỹ đơn giản ha. Mình đi chạy xe ra rồi mua cái kem mở trần ra ngồi ăn hưởng thụ mình xong rồi chạy về. Thấy được cái đời sống mốt mình vậy đó em. Đơn giản vậy. Trốn vợ chúng con đi relax được chút. Thôi vậy cũng được, cũng được. Chúng giờ chúng con đi ăn ice cream cũng được. Chúng giờ chúng con mà đi